Hello, chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cái khu Bosa vào cái ngày cuối tuần nó như thế nào để cho các anh chị và các bạn xem. Thì bây giờ mình đang ở trên con đường Westminster, đang chạy thẳng về hướng khu thương mại Lido Sài Gòn. Và mình cũng có một số tin xin gửi đến các anh chị và các bạn cùng nha. Về dịch bệnh COVID-19 thì hiện nay trên thế giới đã có hơn 1.850.000 ca nhiễm và số tử vong đã gần 115.000 ca và số người được bình phục đã hơn 425.000 ca. Tại Mỹ thì đã có hơn 560.000 ca nhiễm và đã có hơn 22.000 ca tử vong. California hiện nay có hơn 23.000 ca nhiễm và 675 ca tử vong. Tại Los Angeles có 9.192 ca nhiễm và 296 ca tử vong. Tại quận Cam có 1.277 ca nhiễm và 19 ca tử vong. Tại Riverside có 1.619 ca nhiễm và 41 ca tử vong. San Bernardino có 810 ca nhiễm và 25 ca tử vong. Tại Ventura có 314 ca nhiễm và 10 ca tử vong. San Diego có 1.804 ca nhiễm và 45 ca đã qua đời. Số người nhiễm tại Tây Ban Nha đã lên đến hơn 167.000 người và số người tử vong đã gần hơn 17.000 người. Và hiện nay, nước này là cái vùng dịch lớn nhất ở châu Âu, lớn thứ hai sau Mỹ, và chính phủ Tây Ban Nha đã ra lệnh kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc cho đến ngày 25 Tây tháng 4. Và có thể gia hạn thêm nếu tình hình không được ổn định. Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng phát miễn phí khẩu trang tại các trạm, ga xe lửa và tàu điện ngầm. Tại Italy thì số ca nhiễm toàn quốc đã tăng lên gần 157.000 ca và đã có gần 20.000 ca đã qua đời. Sau một thời gian dài phong tỏa toàn quốc và yêu cầu dân chúng ở nhà, Thủ tướng Joseph Conte đã gia hạn lệnh phong tỏa cho tới ngày 3 Tây tháng 5. Tại Pháp thì lệnh phong tỏa đã được kéo dài cho đến ngày 15 Tây tháng 4. Vì biện pháp này cho thấy đã có kết quả trong công việc kiềm chế dịch bệnh. Hiện nay, Pháp đã có hơn 132.000 ca dương tính và đã có hơn 14.400 người đã qua đời. Tại Đức Quốc thì chính phủ Đức đã đóng cửa hầu hết các cửa hàng, trường học và cấm tụ tập, và lệnh phong tỏa sẽ được kéo dài cho đến ngày 19 Tây tháng 4. Đồng thời, nước này cũng sẽ dự kiến ra mắt ứng dụng trên điện thoại để theo dõi những ca nhiễm lây lan vào cuối tháng này. Hiện nay, số ca nhiễm tại Đức Quốc đã lên tới gần 128.000 ca và đã có hơn 3.000 ca đã qua đời. Số người nhiễm vì COVID-19 tại Anh Quốc đã lên tới 84.000 hơn, và số ca tử vong đã tăng lên gần 11.000 ca. Anh Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất vì COVID-19 tại châu Âu. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay đã được bệnh viện cho về nhà. Ông đã rời bệnh viện St. Thomas và đã cảm ơn tất cả mọi người về sự chăm sóc tốt đẹp cho ông trong thời gian qua tại bệnh viện. Thủ tướng Boris Johnson của Anh Quốc là vị lãnh đạo đầu tiên trên thế giới được xác nhận là bị nhiễm bệnh COVID-19 và đã được trị khỏi. Trung Quốc tăng cường kiểm soát người từ các nơi khác về quốc gia này và đồng thời siết chặt biên giới sau khi các vụ nhiễm COVID-19 nhập cảng về nơi đây ngày càng tăng. Trung Quốc có hơn 82.000 ca nhiễm và đã hơn 3.300 ca tử vong. Các giới chức y tế Trung Quốc hiện nay đều khuyến cáo rằng bệnh dịch COVID-19 vẫn còn đó và có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Tại Philippines, số người nhiễm COVID-19 đã hơn 4.600 ca và đã có hơn 300 ca tử vong. Số người nhiễm bệnh tại Philippines dự báo sẽ tăng mạnh trong tháng này khi các giới chức y tế đã mở rộng xét nghiệm sàng lọc từ ngày 14 Tây tháng 4.
Tại Nga, số người nhiễm COVID-19 đã tăng lên từng ngày, khiến cho các bệnh viện và các dịch vụ y tế tại thủ đô Moscow đang trong tình trạng quá tải. Đã có gần 16 ca nhiễm tại Nga và 130 ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng tăng, chính quyền thành phố Moscow hạn chế tối đa việc di chuyển của người dân trong thành phố, dừng hoạt động hầu hết các doanh nghiệp không thiết yếu. Và hiện nay, các dịch vụ, xe cứu thương và bệnh viện đang hoạt động liên tục không ngừng để hỗ trợ cho các bệnh nhân COVID-19. Tại Malaysia, thì nước này hiện nay vẫn là nơi có vùng dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với số ca nhiễm hơn 4.700 ca và đã có 76 ca tử vong. Và Malaysia đã kéo dài lệnh phong tỏa lên đến ngày 28 tây tháng 4. Số ca nhiễm tại Philippines đã tăng lên gần 4.600 và đã có gần 300 ca tử vong. Lễ Phục sinh năm nay 2020 nó không giống như mọi năm trước vì dịch bệnh COVID-19 đang tung hoành tại nước Mỹ. Và hầu như tất cả các nhà thờ đã tổ chức lễ online hay là ở ngoài trời để mọi người ngồi trong xe dự lễ. Và hôm nay tại Bakersfield, California, cảnh sát đã tới hiện trường khi có một vụ bắn người tại đây làm 6 người bị thương. Tất cả các nạn nhân được đưa tới nhà thương và không có ai trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân khai rằng có 4 người đi trên một chiếc xe hơi màu trắng đã nổ súng vào cái buổi tiệc. Hiện nay cảnh sát chưa có bắt ai hết. Lệnh ở nhà đã được Thống đốc Gavin Newsom đưa ra và đã được kéo dài cho đến ngày 15 tây tháng 5. Hiện nay có khoảng 97% dân số Mỹ đang ở dưới lệnh ở nhà hay là shelter in place. Và đồng thời tại Santa Cruz, California, có 7 người đã bị phạt mỗi người 1.000 đồng vì đã phạm luật phải ở nhà. 7 người này từ thành phố Fremont đã đi đến Santa Cruz và đã tụ tập và bị cảnh sát bắt phạt mỗi người 1.000 đô, 7 người tất cả là 7.000 đô. Và các bạn cũng biết rằng tại California có nhiều thành phố cũng ra lệnh là stay at home hay là shelter in place. Và họ kêu gọi tất cả các người dân phải nghiêm chỉnh chấp hành. Lệnh tại California không cấm các bạn đi ra ngoài mua đồ ăn, đi đổ xăng, đi bác sĩ hoặc những dịch vụ y tế khác. Đó là những tin tức mình cập nhật được hôm nay, xin gửi đến cho các anh chị và các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc các anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên người thân. Kính chào tất cả các bạn. Và xin mời tất cả các bạn xem tiếp đoạn video sau này về cảnh sinh hoạt của Lido Sài Gòn vào những ngày cuối tuần vừa qua. Cảm ơn tất cả các bạn.